Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul được phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Khách mời của chúng ta hôm nay là chị Đào Thị Thái, một cô dâu Việt hiện đang sinh sống tại huyện Cheongsung, tỉnh Bắc Gyeongsang. Chị Thái bắt đầu sản xuất nông nghiệp tại Hàn Quốc từ năm 2009 và có thể được coi là một hình mẫu cô dâu Việt thành công nhờ nông nghiệp. Chị cũng có một kênh YouTube chia sẻ thông tin về đời sống và công việc tại nông trại gia đình với 14.100 lượt theo dõi tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2023. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Thái về hành trình làm nông nghiệp tại Hàn Quốc nhé. Vâng, xin chào chị Thái, mời chị giới thiệu về bản thân với quý vị thính giả của KBS có được không ạ? Xin chào quý thính giả của đài truyền hình Radio KBS. Mình tên là Đào Thị Thái, hiện tại mình đang định cư tại miền trung của đất nước Hàn Quốc thuộc tỉnh Gyeongsangbuk-do. Mình nhập cảnh vào Hàn Quốc từ năm 2009 và hiện tại thì mình đang canh tác nông nghiệp cùng với gia đình của mình, cùng với chồng của mình tại Hàn Quốc đã được 14 năm rồi. Vậy chị có thể giới thiệu về nông trại của gia đình được không ạ? Hiện tại thì gia đình mình đang canh tác cái khoảng diện tích là 7.000 phiêng, tương đương khoảng 2,3 hecta nếu mà tính theo diện tích hecta. Chủ yếu là những cái loại cây trồng như là táo, mận, ngô, lúa nước và một số những cái loại hàng nông sản như là vừng, ớt và rất nhiều các loại rau màu khác. Thì chủ đạo chính là táo và hiện tại thì mỗi một lần thu hoạch trên một năm tương đương khoảng dao động từ 1.000 thùng đến 2.000 thùng táo. Mỗi một thùng thì ước lượng khoảng 18 kg. Nhà mình thì chủ yếu là trồng các loại chủ đạo như là táo là chính chủ nhất, tại vì nhà mình không có canh tác rau củ quả hàng nông sản của Việt Nam theo mô hình quy mô lớn, tại vì nhà mình chỉ trồng được khoảng một chút xíu để chủ yếu là phục vụ cho đời sống và nếu mà dư thừa thì có thể san sẻ cho các anh chị em người Việt xung quanh. Như chị vừa nói thì gia đình mình không trồng các loại cây củ quả của Việt Nam, vậy thì tại sao mình là người Việt mà lại không trồng rau củ Việt Nam tại Hàn Quốc để bán cho các chị em người Việt ạ? Nếu mà trồng cái mô hình rau củ quả Việt Nam thì bán và kinh tế tại Hàn Quốc thì cũng rất là tốt, nhưng bên cạnh đó thì yêu cầu cái kỹ thuật cũng như nhà vườn, ví dụ như chúng ta phải làm nhà kính này, phải có một cái nhiệt độ phù hợp để cho rau màu phát triển, ví dụ như mùa đông thì cần phải sưởi ấm đất cũng như là sưởi ấm không khí trong hậu sử. Thì mô hình mà tập trung vào để đầu tư cho hậu sử thì kinh phí nó rất là cao và cái nguồn công sức thì đầu tư vào đấy cũng rất là nhiều. Và đặc biệt có một cái điểm mà nó hơi có một cái nhược điểm một tí tại cái khu vực của mình ở so với vị trí địa lý của cả nước thì nó rất là cao, nhiệt độ của nó rất là thấp và thời tiết nó rất là lạnh. So với mùa đông thì thời tiết rất là lạnh so với các vùng miền khác, đặc biệt là chỉ có thể canh tác được sản phẩm táo. Và sản phẩm táo thì là nó rất là yêu cái khí lạnh nên là sản phẩm táo ở đây là đặc sản và rất là ngon. Và bên trong táo thì có rất là nhiều mật. Còn nếu mà đầu tư vào hậu sử để canh tác rau củ quả thì cái sản lượng điện mà chúng ta đầu tư vào rất là nhiều, nó cần cái nguồn điện nhiều, cũng như là cái khí hậu ở bên ngoài nó rất là lạnh nên đâm ra lên nếu mà chúng ta canh tác nhà kính thì cái diện tích ở cái vị trí địa lý mà nơi mà mình đang cư trú nó không phù hợp với mô hình house, mô hình nhà kính. Vâng, Việt Nam được biết đến là một nước nông nghiệp, vậy thì chị có áp dụng các cách canh tác của Việt Nam vào công việc tại Hàn Quốc hay không ạ? Thực ra Việt Nam mình cũng canh tác nông nghiệp, nhưng mà ở bên phía Việt Nam thì mình cũng đã từng nông nghiệp nhỏ lẻ như là trồng rau, nuôi heo và trồng lúa nước. Nhưng mà cái mô hình của bên phía Việt Nam mình thì mình không áp dụng nhiều vào mô hình canh tác tại Hàn Quốc. Tại vì mô hình canh tác tại Hàn Quốc là cơ giới hóa, được sử dụng rất là nhiều bằng máy móc và có một vài cái công đoạn mà sử dụng bằng bàn tay của con người, ví dụ như là hái ớt hoặc là hái táo. Thì cái mô hình ở bên phía Việt Nam mình là mô hình nó còn nhỏ, ví dụ như là nó có mảnh từng mảnh, mỗi hộ gia đình thì chỉ có một mảnh ruộng hay là một mảnh đất nào đó, ví dụ như có những hộ gia đình có
khá giả một chút thì họ sẽ có những cái mô hình to hơn một chút, nhưng mà thực sự là cái ngành nông nghiệp của Việt Nam mình chưa áp dụng nhiều, thực sự là rất là nhiều và phổ biến trên diện rộng, máy móc vào nên là bàn tay của con người thì vẫn sử dụng nhiều hơn là máy móc. Bây giờ thì có thể tiến tiến hơn so với ngày xưa, nhưng mà nếu mà so với đất nước tư bản của Hàn Quốc thì mình vẫn chưa có thể phủ rộng như đất nước Hàn Quốc. Từng vùng miền của đất nước Hàn Quốc bây giờ đều là sử dụng máy móc nhiều hơn là bàn tay của con người. Vậy chị có thấy cách làm nông nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam có những điểm khác biệt cụ thể nào không ạ? Cách làm nông nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc thì phổ thông thì mình thấy là nó cũng sẽ sản sản giống nhau, nhưng mà cái hình thức nông nghiệp của Hàn Quốc thì sẽ hiện đại hơn rất là nhiều so với Việt Nam ta. Tuy rằng Việt Nam thì bây giờ cũng rất là phát triển và có rất là nhiều những cái hệ thống máy móc hiện tại đã được nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ cho cái công việc như là xịt thuốc bằng máy bay này, hoặc là gặt hái bằng máy móc này. Thế nhưng mà thực sự là có rất nhiều các kỹ thuật mà bên phía Việt Nam mình chưa có thể theo được bằng Hàn Quốc. Ví dụ như những cái kỹ thuật như là chúng ta sử dụng nhiều các loại máy móc mini, ví dụ như là cày cỏ này, không cần phải nhổ cỏ mà chúng ta có thể dùng máy để cày những cái cỏ non, cỏ dại, và sau đó thì chúng ta cũng không cần xịt thuốc luôn. Thì với những cái loại máy móc mini mà có thể đi vào từng luống, từng rãnh, từng từng đan xen giữa các gốc cây ấy, thì mình thấy nó rất là hiện đại. Nếu mà Việt Nam mình áp dụng thì rất là tốt, và cái nguồn nhân lực của Việt Nam mình sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Còn mình thấy có một cái sự khác biệt và tiến triển hơn cả Việt Nam mình ấy, là ở đây thì nhà mình cũng trồng lúa nước, và đặc biệt là nhà mình một năm để trồng lúa nước thì thực sự là sẽ không có thể là tiêu thụ hết, cũng như là phục vụ cho đời sống thì cũng không thể hết. Nhà mình thì có cho anh chị em nhà trồng ở trên Seoul, ở trên thủ đô thì không thể canh tác được. Thì ở đây mình thấy cái mô hình trồng lúa nước ở Hàn Quốc, từng miếng ruộng, kể cả là không phân biệt từ trên núi cao hay là ở dưới đồng bằng, có nghĩa là không phân biệt vị trí địa lý, mà tất cả các ruộng đó, tất cả những miếng ruộng nhỏ lẻ đó thì đều có mương máng bằng bê tông đưa nước vào từng miếng ruộng. Nó rất là thuận lợi và không phải có cái hình thức như là bơm nước hay là tát nước như là một vài những cái hình thức nhỏ nhỏ như bên phía Việt Nam mình hiện nay và ngày xưa. Thì ở bên phía Việt Nam mình thì mình thấy là Việt Nam mình vẫn còn có những cái miếng ruộng, ví dụ như nằm ở vị trí giữa hoặc là nằm ở vị trí cuối thì lúc nào cũng sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều, tại vì nước nó vẫn có mương máng nhưng mà nước đưa vào những cái miếng thửa ruộng đấy, rồi những người dân của mình lại phải cơi nới những cái thửa ruộng đó để xin cái nước từ cái ruộng này sang cái ruộng kia. Thì thực sự ra là ở bên Hàn thì mương máng nó sẽ đưa dẫn vào từng ruộng, và nó đã có một cái hệ thống sẵn mà mình chỉ cần mở nắp ra để nước tràn vô và đóng nắp lại nếu mà chúng ta cảm thấy là đủ. Thì mình thấy cái đấy nó có một cái điểm hơn hẳn so với lại Việt Nam mình. Nếu mà Việt Nam mình bây giờ hoặc là trong tương lai mà đưa nước vào được từng cái thửa ruộng một thì có lẽ là cái nền nông nghiệp của Việt Nam mình chắc chắn là người dân của Việt Nam mình sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều, và cái sản lượng cho ra cái lượng lúa thì sẽ nhiều hơn so với lại nếu mà chúng ta ít nước hơn và chúng ta canh tác vất vả thì nó cũng sẽ có cái sản lượng không được như mong muốn ấy. Trong 14 năm canh tác ở nông nghiệp tại Hàn Quốc thì không biết là chính phủ Hàn Quốc có chính sách gì để hỗ trợ người nông dân hay không ạ? Nếu mà nói về cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân ở Hàn Quốc thì rất là tuyệt vời. Trong khoảng thời gian 14 năm thì mình cảm nhận được là cái nền nông nghiệp của Hàn Quốc hỗ trợ cho người dân rất là nhiều trên mọi lĩnh vực. Ví dụ như lĩnh vực gửi hàng, lĩnh vực canh tác, lĩnh vực mua máy móc, hệ thống kỹ thuật, cũng như là từ những cái bước đầu tiên là từ phân bón, thì có rất là nhiều các chương trình, ví dụ như là tặng phân bón hoặc là hỗ trợ phân bón giá rẻ cho người dân. Và cái thứ hai nữa là cái
hỗ trợ tiền để mua máy móc cho người dân. Ví dụ như là mua máy móc thì chúng ta sẽ được hỗ trợ, ví dụ như có những cái khoản hỗ trợ là từ 30 đến 40, và có những cái khoản hỗ trợ là đến 50% để mua máy móc để phục vụ cho nông nghiệp, thì nhà nước lúc nào cũng hoan hỷ và hỗ trợ cho người dân rất là nhiều. Bên cạnh đó, khi mà đã canh tác được những cái sản phẩm nông sản rồi mà chúng ta bán, ví dụ như chúng ta bán lên hiệp hội nông nghiệp ở trên thành phố, hoặc là chúng ta bán nhỏ lẻ cho người tiêu dùng, thì cũng sẽ được hỗ trợ tiền thùng này, rồi cũng sẽ hỗ trợ tiền vận chuyển này, rồi cái nền nông nghiệp thì là những người mà có cái giấy phép mà canh tác nông nghiệp, ví dụ như hộ gia đình nhà em thì có bằng bằng chứng chỉ, ví dụ như là một cái vườn đạt tiêu chuẩn GIB, có nghĩa là trái cây sạch, thì cũng sẽ được hỗ trợ tiền một năm ấy, là sẽ được thưởng để khích lệ người nông nghiệp của chúng ta được canh tác nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ tiền vận chuyển này, rồi tiền thuế, là chúng ta sẽ không phải đóng tiền thuế thu nhập hàng năm nữa. Người nông dân thì nói chung là được hưởng rất là nhiều ưu đãi từ nền nông nghiệp của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc thì rất rất là tập trung để củng cố cho thúc đẩy cái nền nông nghiệp mạnh mẽ, nên là chi rất là nhiều các khoản ưu đãi cho từng hộ gia đình. Không phân biệt là hộ gia đình này canh tác nhiều hay ít, diện tích nhiều hay là rộng hay là nhỏ lẻ, mà có nghĩa là theo luật là sẽ được hỗ trợ, là cái đấy là cái mặc định của nhà nước rồi. Nông sản nhà mình thì không biết là khách hàng chủ yếu của chị là những ai ạ? Khách hàng nông sản chủ yếu của nhà mình thì tất nhiên phải nói đến là cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc rồi. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là một cộng đồng rất là mạnh mẽ, rất là ủng hộ cho những người con xa xứ ở Hàn Quốc canh tác. Và bên cạnh đó thì là bên mình nhà mình cũng có cung cấp cho bên hiệp hội hàng nông sản của thành phố, thì ở đấy là một cái nơi mà thu mua rất là nhiều các loại trái cây, và chúng ta không có sức để sản xuất thôi, chứ thực ra nếu mà có sức để sản xuất thì ở bên đó thì họ thu mua rất là mạnh mẽ và trên diện rộng của toàn thành phố, nên là khách hàng của mình thì một bên là hội liên hiệp hàng bên 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 hiệp hội hàng nông sản, và một bên nữa là cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Lúc nào cũng song song đi đôi với nhau, luôn luôn ủng hộ, và mình cung cấp rất là nhiều những cái hàng nông sản để phục vụ cho bà con ở bên này. Vậy thì trong các mặt hàng nông sản mà chị buôn bán thì khách hàng ưa chuộng và mua nhiều nhất là những sản phẩm nào ạ? Khách hàng ưa chuộng và mua nhiều nhất nhiều sản phẩm thì cũng tùy theo mùa màng. Ví dụ như mùa ngô là cái mùa mà thu hoạch sớm nhất, thì gia đình nhà mình đã canh tác ngô để phục vụ cho cộng đồng người Việt mùa hè. Chúng ta có những cái chiếc bắp ngô nếp ngon, và có rất là nhiều hộ gia đình thì người ta sẽ mua để dự trữ mùa đông ấy bạn. Thế nên là họ sẽ mua rất là nhiều để dự trữ và ăn mùa đông, và mùa nào thì cứ lấy. Ví dụ như mùa ngô thì khách hàng sẽ ủng hộ ngô, mà bây giờ đang là dịp mùa hè thì là bên mình có những cái trái mận rất là ngon, mận chín và mận xanh hoặc mận chín rất là ngon tùy theo mùa, và hiện tại thì cũng có cả táo xanh nữa, có cả nho sữa nữa. Mùa nào thứ đấy thì là khách hàng mà cứ thấy sản phẩm của nhà mình có những cái sản phẩm gì là ủng hộ, chứ không mặc định là ủng hộ nhiều nhất là cái gì và ủng hộ ít nhất là cái gì. Cái này nó cũng theo mùa màng nữa, cũng theo thời tiết nữa. Thì ví dụ như là muốn mua táo thì không thể nào mùa này có táo để cho khách hàng mua được, mà chỉ có cái sản phẩm táo xanh thôi, hoặc là mận hoặc là ngô thôi. Chứ còn nếu mà mùa đông thì rất là nhiều, mùa đông ví dụ như là lê này, ví dụ như là táo táo mật ong này, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm như là dâu tây này, hay là vân vân, thì nó sẽ tùy theo xuân hạ thu đông mà chúng ta thu hoạch, thì sản phẩm nào mà đăng tải là khách hàng cũng rất là thu hút và rất là ủng hộ mạnh mẽ. Chị đã làm thế nào để khách hàng biết tới sản phẩm của mình ạ? Thực ra là nếu mà để làm thế nào để thu hút khách hàng và khách hàng quan tâm đến sản phẩm của mình thì mình thấy là cũng không có, mình không có một cái điểm gì gọi là nổi bật. Mình cũng chỉ là thông qua
đi những cái thông qua những cái mạng xã hội, ví dụ như là Facebook. Ở đó thì có những cái khách hàng mà đã yêu mến, quan tâm và theo dõi mình cách đây bao nhiêu năm về trước, cũng có khi là 10 năm về trước, cũng có khi là 5 năm về trước, và cũng có khi là mới đây. Thì khách hàng cảm thấy là mình canh tác thì mình luôn luôn cập nhật, những cái thước phim, ví dụ như là đi làm đồng, đi làm rẫy, hoặc là trái cây của nhà mình đang ra hoa ra trái, và mình thu hút khách hàng từ thông qua từ những cái thước phim đó, để khách hàng biết được là gia đình nhà mình trái cây sẽ thu hoạch khi nào và sẽ bán khi nào. Thì thông qua những cái trang xã hội như là Facebook, thông qua đó thì khách hàng đã quan tâm, ấn theo dõi, và một khi mà mình đăng tải thì là khách hàng thấy cái mặt hàng của mình hiển thị, là khách hàng nếu mà quan tâm và họ muốn có nhu cầu là họ sẽ đặt mua. Trong suốt 14 năm sản xuất nông nghiệp tại Hàn Quốc thì không biết là chị Thái có gặp phải khó khăn gì không ạ? Trong suốt 14 năm canh tác tại Hàn Quốc thì mình nghĩ là cái khó khăn thì chắc chắn là sẽ không có rồi. Có khó khăn về cái vấn đề mà sản xuất canh tác thì mình nghĩ là khó khăn lớn nhất là đầu tiên mới nhập cảnh vào Hàn Quốc thì cái ngôn ngữ nó là một cái trở ngại rất là lớn. Cái ngôn ngữ, ví dụ như chúng ta làm nông nghiệp thì chúng ta cần phải biết được ngôn ngữ trong cái ngành nông nghiệp như thế nào. Ví dụ như cái cuốc, cái cày, cái cào, hay là cái niềm, hay là cái con dao, hay là một cái vật dụng gì đó liên quan đến ngành nông nghiệp, ví dụ như cái bao tải, cái bì, rồi thóc, lúa gạo, đậu tương, hay là tất cả những cái từ vựng về nông nghiệp thì yêu đòi hỏi chúng ta là phải học thuộc thì chúng ta mới có thể là canh tác được nông nghiệp. Thì mình nghĩ là cái trở ngại lớn nhất là cái tiếng tăm, cái ngôn ngữ. Khi mà một cái ngôn ngữ mà mình chưa có thể là thuần thục được thì mình sẽ rất là khó khăn, trở ngại trong cái vấn đề mà khi mà mình áp dụng vào làm việc. Còn trở ngại thì nếu mà nói về trở ngại thì ở Hàn Quốc này thì đa phần là canh tác bằng máy móc. Chồng mình thì là sử dụng bằng máy móc nhiều hơn là bằng tay người. Ví dụ như có những cái công đoạn mà sử dụng bằng cái sức của con người thì chúng ta mới sử dụng sức của con người, như là nhổ từng cái cỏ ở dưới từng cái gốc của cây cây ớt chẳng hạn, hay là cây đậu tương chẳng hạn, thì chúng ta yêu cầu là chúng ta phải phải sử dụng bằng ngón tay, bằng bằng bàn tay của con người. Còn ở Hàn Quốc này thì trong 14 năm mình canh tác thì mình thấy là cái vất vả nhất là cái sức của mình bỏ ra, cái sức khỏe của mình bỏ ra. Ví dụ như trời rất là nắng mà mình đang làm thì chẳng may gặp cơn mưa, thì ví dụ như mình gặp đang làm nắng như thế mà mình gặp cơn mưa thì ví dụ mình ngấm một tí nước mưa là người sức khỏe của mình sẽ bị ốm chẳng hạn như thế. Hoặc là làm mà mồ hôi nhễ nhại, mất rất là nhiều nước, thì bên cạnh đó mình cũng cần phải bổ sung rất là nhiều nước khi mà mình đi ra vườn. Thì cái sức khỏe của mình, cái công sức mình bỏ ra ấy, thì nó rất là vất vả, cũng như là so với lại những người bạn mà làm ở trong văn phòng hay là làm những cái công việc ở trong bóng râm, thì người nông nghiệp làm canh tác ở ngoài nắng ấy, thì là nó sẽ vất vả hơn rất là nhiều. Thì cái đấy là cái đương nhiên rồi. Chứ còn nếu mà cái vất vả lớn nhất thì mình nghĩ là không có cái gì gọi là cái vất vả lớn nhất cả. Chỉ cần mình bỏ sức khỏe ra, mình tập trung, mình chăm bón thì mình sẽ có những cái trái ngọt. Được biết là chị Thái còn có một kênh YouTube về công việc canh tác của gia đình nữa. Chị có thể giới thiệu thêm về kênh YouTube này được không ạ? Giới thiệu với quý khán thính giả, kênh YouTube của mình là mang tựa đề Cuộc sống tại Hàn Quốc. Cuộc sống ở Hàn Quốc nha quý vị, xin lỗi quý vị. Cuộc sống ở Hàn Quốc. Thì kênh YouTube này mình đã bắt đầu khởi quay từ năm 2018. Bây giờ cũng đã được vài năm rồi. Và thực ra là khi mà mình làm cái kênh YouTube này thì mình có một cái ấp ủ là mình muốn chia sẻ những cái đời sống thực tế nhất của mình, những thước phim cũng như là cái cuộc sống mà sinh hoạt đời thường của một cô dâu Việt.
đang sinh sống tại Hàn Quốc ở một vùng quê rất là nho nhỏ của so với lại một đất nước Hàn Quốc lớn rộng như thế này. Để nơi đó thì bên phía Việt Nam mình có thể là những người thân của mình như là cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác, để có thể là coi được những cái cuộc sống thực tế của mình. Có rất là nhiều các cô dâu ở bên Hàn đều rất là áp lực gia đình. Có những gia đình thì họ thấy con cái mình sang bên này đấy, thì đôi khi là họ sẽ áp lực về kinh tế này, rồi họ sẽ không biết là con cái của mình sẽ sinh hoạt và sống như thế nào. Thì thông qua những cái thước phim này thì mình cũng muốn là chia sẻ những cái cuộc sống thực tế nhất của các cô dâu Việt, cũng như là cộng đồng người Việt, cũng như là các cô chú thăm thân ở bên Hàn, để cho con cái cũng như là gia đình cũng như là người thân bạn bè bên nội bên ngoại có thể biết nhiều về được cái cuộc sống thực tế nhất của đất Hàn và cái cuộc sống của các cô dâu Việt ở bên này. Tuy là một góc nhỏ thôi, không phải là diện lớn, không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng sẽ truyền tải được một cái thông điệp gì đó cho người thân ở bên phía Việt Nam của mình. Thế nên là Thái đã quay và đã đưa lên những cái thước phim rất là đơn giản và mang cái truyền cảm hứng tới tất cả mọi người. Không biết là sau 14-15 năm sinh sống tại Hàn Quốc thì chị Thái có lời khuyên nào dành cho các cô dâu Việt đã và sắp sang Hàn Quốc không ạ? Thực ra công việc nông nghiệp ở Hàn Quốc thì rất là vất vả. Nếu mà nói về nhàn và sướng thì chắc chắn là sẽ không có. Thế nhưng mà mình luôn có một cái chân lý sống là nếu mà mình áp dụng được cái đức tính cần cù, chịu khó, siêng năng vào công việc nông nghiệp thì mình sẽ cho ra được những rất là nhiều những cái trái ngọt. Cái công việc nông nghiệp thì nó đòi hỏi cái sự vất vả rất là nhiều. Thế nên là nếu mà các cô dâu Việt nào mà không 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 chịu được cái sự kham khổ thì cũng rất là khó. Mình luôn luôn có một cái chân lý và luôn luôn suy nghĩ rằng là đất này là đất của nhà mình, cái diện tích này là của nhà mình làm là mình làm cho bản thân mình, và mình chính là chủ nhân của cái miếng ruộng đó, miếng vườn đó, miếng đất đó, mình làm cho mình và mình không phải là làm cho bất cứ một ai cả, không phải lệ thuộc bất cứ một vấn đề gì hết. Thì mình cứ áp dụng cái đức tính là cần cù, chịu khó, siêng năng vào công việc thì mình sẽ cho ra được những cái trái ngọt, mà cái trái ngọt đấy là chính là những cái trái ngọt của mình chứ không phải là của bất cứ một ai cả. Thì mình cũng có một cái lời khuyên rất là chân thành tới tất cả các cô dâu Việt sẽ và trong tương lai, nếu mà nhập cảnh vào Hàn Quốc mà lấy chồng mà người chồng đó có diện tích canh tác cũng như là có những cái lông trại hoặc là có những cái trang trại nuôi nuôi trồng thủy sản cũng như là trái cây hoặc là nuôi trồng động vật đi chăng nữa, thì chúng ta cứ cần cù chịu khó và chúng ta biến những cái sự vất vả đó thành những cái thành công của mình, thì là mình nghĩ là không có một cản trở nào hay là không có một cái gọi là cái sự ngăn cản gì về vấn đề khó khăn, mình sẽ cảm thấy rất là bình thường và mình cảm thấy là nó rất là nhẹ nhàng, thì mình sẽ cố gắng thì mình sẽ có những cái trái ngọt dành cho riêng mình.